Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã chọn xem video trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong vòng 24 giờ qua để gửi tới quý vị. Thưa quý vị và các bạn, ông Trump nhận tín hiệu tốt trong cuộc thăm dò mới nhất. Hơn 90% số trường học ở Gaza bị phá hủy. Ngoại trưởng Mỹ Blinken lại tới Trung Đông. Là một số tin tức thế giới đáng chú ý trong sáng ngày 19 tháng 8. Mời quý vị cùng theo dõi. Cuộc thăm dò mới nhất của đài CBS News YouGov công bố ngày 18 tháng 8 cho thấy ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris dẫn trước ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa Donald Trump với tỷ lệ 51% so với 48% trên toàn quốc và họ hòa nhau với tỷ lệ 50-50 trên khắp các bang chiến trường Arizona, Georgia, Michigan, North Carolina, Nevada, Pennsylvania và Wisconsin. Cuộc thăm dò của CBS News YouGov được thành lập với 3.258 cử tri đã đăng ký, tiến hành từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 8, với biên độ sai số 2,1 điểm phần trăm. Đối với nhóm những người tin rằng kinh tế, lạm phát và biên giới Mỹ-Mexico là những yếu tố chính ảnh hưởng đến quyết định bỏ phiếu của họ, thì ông Trump dẫn đầu về sự ủng hộ. Từ cuộc thăm dò nói trên, tạp chí Newsweek Mỹ bình luận ông Trump nhận được một số tín hiệu tốt trong bối cảnh nhiều cuộc thăm dò trong những ngày gần đây đều cho thấy kết quả có lợi cho bà Harris. Cùng ngày, kết quả của cuộc thăm dò dư luận do đài ABC News, báo Washington Post, hãng khảo sát Axios công bố cho thấy bà Harris đang dẫn trước ông Trump 5 điểm phần trăm trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Kết quả thăm dò ghi nhận 50% tổng số người tham gia khảo sát sẵn sàng ủng hộ bà Harris trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, trong khi đó 45% ủng hộ ông Trump. Cuộc thăm dò trong số những cử tri đã đăng ký tham gia bỏ phiếu vào tháng 11 năm 2024 tới cũng cho thấy kết quả tương tự khi bà Harris dẫn trước ông Trump 4 điểm phần trăm, lần lượt là 49% và 45%. Ngày 18 tháng 8, Bộ trưởng Giáo dục của chính quyền Palestine Ahmad Baham cho biết 290 trong tổng số 309 trường học ở dải Gaza đã bị phá hủy trong các đợt tấn công của Israel, số còn lại không hoạt động và chuyển sang dùng cho người sơ tán trú ngụ. Bộ trưởng Baham khẳng định các trường học do cơ quan cứu trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine ở Cận Đông của Liên Hợp Quốc cũng không an toàn. Ông đánh giá tình hình giáo dục ở dải Gaza là thảm họa và cáo buộc Israel muốn hủy hoại tương lai của trẻ em chúng tôi, theo hãng tin Wafa. Ngày 18 tháng 8, phong trào Hồi giáo Hamas một lần nữa cáo buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cản trở thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin ở dải Gaza, theo hãng tin AFP. Trong tuyên bố sau vòng đàm phán mới nhất tại Qatar, Hamas nói rằng ông Netanyahu hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc cản trở nỗ lực của các bên hòa giải, cản trở thỏa thuận và chịu toàn bộ trách nhiệm đối với các mạng sống của con tin ở dải Gaza. Sau hai ngày đàm phán tại Doha giữa các nước trung gian là Mỹ, Ai Cập và Qatar, phía Washington hôm 16 tháng 8 đã đưa ra một đề xuất thỏa hiệp mới. Theo Hamas, đề xuất này đáp ứng các điều kiện của ông Netanyahu, đặc biệt là việc ông từ chối ngừng bắn vĩnh viễn và rút quân hoàn toàn khỏi dải Gaza và sự kiên quyết của ông trong việc tiếp tục chiếm đóng ngã ba Netzarim, cửa khẩu Rafah và hành lang Philadelphia. Ngày 18 tháng 8, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Tel Aviv, Israel, bắt đầu một chuyến công du khác tới khu vực Trung Đông để thúc đẩy lệnh ngừng bắn ở dải Gaza. Theo hãng tin Reuters, một quan chức cấp cao tại Bộ Ngoại giao Mỹ thông tin trong chuyến đi thứ 10 tới khu vực này kể từ khi xung đột Israel-Hamas nổ ra vào tháng 10 năm ngoái, ông Blinken sẽ gặp giới lãnh đạo của Israel, trong đó có Thủ tướng Israel. Sau Israel, ông Blinken sẽ tiếp tục đến Ai Cập. Một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Joe Biden nhận định các cuộc đàm phán để đạt được thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin bị giam giữ ở dải Gaza hiện ở thời điểm quan trọng. Ngày 18 tháng 8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thủ đô Baku của Azerbaijan, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 2 ngày. Theo hãng tin AFP, truyền hình Nga phát cảnh máy bay chở ông Putin đến Baku vào buổi tối. Điện Kremlin cho biết ông Putin dự kiến hội đàm với Tổng thống Azerbaijan về quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế. Azerbaijan là đối tác thân thiết của cả Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng cũng là nhà cung cấp năng lượng quan trọng cho các nước phương Tây. Theo hãng tin AFP, hàng chục cư dân tại thị trấn Fontinan, tây nam nước Pháp đã được sơ tán vào ngày 18 tháng 8 khi cháy rừng bùng lên ở một khu rừng thông gần đó.
tổng cộng 600 lính cứu hỏa, 11 máy bay phun nước và 2 trực thăng đã được triển khai để dập tắt đám cháy. Đám cháy đã thiêu rụi khu vực rộng 300 ha. Trước sự ủng hộ của Quốc vương Thái Lan Maha Virajalongkorn, tân Thủ tướng Prayuttan Sinawatra hứa sẽ làm tròn bổn phận của mình vì lợi ích của đất nước. Ngày 18 tháng 8, bà Prayuttan Sinawatra chính thức được Quốc vương Maha Virajalongkorn phê chuẩn để trở thành Thủ tướng trẻ tuổi nhất Thái Lan trong một buổi lễ truyền thống tại thủ đô Bangkok. Trong buổi lễ, bà Prayuttan đã quỳ xuống để bày tỏ lòng tôn kính trước chân dung của Quốc vương. Sau đó, bà có bài phát biểu ngắn để bày tỏ lòng biết ơn với nhà vua và nhân dân vì đã tin tưởng trao cho bà cơ hội để trở thành Thủ tướng Thái Lan, theo Bangkok Post. Theo đó, tân Thủ tướng Prayuttan cam kết sẽ làm tròn bổn phận của mình, luôn trung thành với chế độ hoàng gia, với tất cả sự trung thực vì lợi ích cao nhất của nhân dân và đất nước. Bên cạnh đó, bà Prayuttan cũng khẳng định sẽ hợp tác với các cơ quan lập pháp trên tinh thần cởi mở để đưa đất nước phát triển hơn nữa. Nhiệm vụ này rất quan trọng và một mình Thủ tướng thì không thể hoàn thành được. Tôi mong muốn điều phối quyền lực giữa tất cả các thế hệ và cá nhân có năng lực trong mọi lĩnh vực tại Thái Lan, bao gồm nội các, các đảng liên minh, công chức và khu vực công tư nói chung, bà Prayuttan phát biểu. Tân Thủ tướng Thái Lan nhấn mạnh bà sẽ thúc đẩy mọi tiềm năng và kỹ năng của từng công dân Thái Lan, biến mọi tấc đất ở xứ sở Chùa Vàng thành nơi người Thái có thể nuôi dưỡng ước mơ, phát huy khả năng sáng tạo và định hình tương lai của chính mình. Sau cùng, bà Prayuttan nhấn mạnh, tôi, Prayuttan Sinawatra, với tư cách là Thủ tướng, sẽ cố gắng hết sức để làm tròn bổn phận của mình và biến Thái Lan trở thành quốc gia bình đẳng và hạnh phúc cho tất cả mọi công dân Thái Lan. Sau khi được Hoàng gia Thái Lan phê chuẩn, bà Prayuttan đã ôm cha mình là cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra và các thành viên khác trong gia đình. Số lượng thanh thiếu niên Hàn Quốc không có việc làm đạt 443.000 người, mức cao nhất mọi thời đại, trong đó có đến 75% người không muốn đi làm vì không tìm được công việc như ý muốn. Hãng thông tấn Yonhap dẫn số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc cho thấy số lượng thanh niên ngồi không chỉ trong tháng 7 vừa qua ở Hàn Quốc tăng cao nhất mọi thời đại, đạt 443.000 người, tăng 42.000 người so với tháng 7 năm 2023. Đáng chú ý, có đến 75,6% người trong số đó không có ý định tìm việc làm và không muốn đi làm. Theo truyền thông Hàn Quốc, những người trẻ ngồi không là những người không có việc làm, không tham gia bất kỳ hoạt động kinh tế nào, nhưng không mắc bệnh hiểm nghèo hay nằm trong diện người khuyết tật. Số lượng thanh niên Hàn Quốc không lao động trong tháng 7 ở các năm tăng liên tục, từ mức 200.000 người được ghi nhận vào năm 2013 tăng lên đến 402.000 người vào năm 2023. Kết quả khảo sát về nguyên nhân không muốn đi làm của Yonhap cho thấy phần lớn người trẻ cho rằng họ không chủ động tìm việc vì chẳng có công việc nào phù hợp với nguyện vọng và mong muốn cá nhân. 18,7% người tham gia khảo sát của Yonhap cho biết họ không tìm việc làm vì trước đây họ đã cố gắng tìm việc nhưng vẫn không có nơi nào tuyển dụng. Ngoài ra, 13,4% người tham gia khảo sát trả lời rằng họ không đủ trình độ học vấn và kinh nghiệm, 11,1% không tìm được công việc gần nhà. Trước đó, một thống kê được công bố hồi giữa tháng 7 của Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc tiết lộ người dưới 30 tuổi ở xứ sở Kim Chi mất trung bình 11,5 tháng để có việc làm sau khi tốt nghiệp, chạm mốc kỷ lục thời gian làm việc dài nhất trong 20 năm qua. Hàn Quốc là một trong những quốc gia ghi nhận mức độ cạnh tranh việc làm khốc liệt nhất tại khu vực châu Á. Bên cạnh đó, theo phân tích của các chuyên gia kinh tế nước này, một nguyên nhân khác khiến số lượng thanh niên không đi làm luôn có xu hướng tăng dần qua từng năm là do kỳ tuyển dụng viên chức chính quyền địa phương diễn ra cùng thời điểm tiến hành các khảo sát. Vì thế, những người chuẩn bị tham gia kỳ thi bị tính vào nhóm người bị thất nghiệp. Đặc biệt, rất nhiều người trẻ đặt hết hy vọng vào các kỳ thi công chức với mong mỏi có được một công việc ổn định, công bằng với các đãi ngộ tương xứng.